Chiến đàn ai ngàn lơ nhiệt danh hương gia vô tự mẫu lượng bồ ương hóa nội đã tan lương ai chí tâm mà kiên cương ai những chú biển thầm phương ai nam mô Nam Mô Hương Quán Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Quán Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Hiền thủ thiền nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ra đắng na đa ra và ya nam mô a di đà bà lo yên đế thương bá ra ya bồ đề tát đó Ma ha tăng đó ba ya ma ca lô ni ca giang thác ban ra vạn về số đá na đá của nam mô thân kiên lần đó y mong a di đà bà lô kiên đế thất vân ra lăng đà bà nam mô na ra căn kỳ đi ma ha bạn đa sa mê tăng ba tha đạo vua bằng a thề dựng tăng bà tăng đà na ma bà già ma phàn đàn đồng a địa thang a ba lô hê lô ca đê ca ra đê nhi hê đi ma ha bồ đề tăng đo tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma hê ma hê đi đà dân cầu lo kiến mong đô lo vạn xà gia đế ma ha pha xà gia đế đà ra đi ri ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma phật ma ra mùng đề lên y hê di hê tất na thân na ra sấm phần ra xa lời và xa pha sấm phần ra xa gia lô ma ra hô lô hê đi ta ra ta ra tân đi tân đi tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề đi gia na ra cân đi địa đi sanh ni na ba nhà ma na ta ba thân đa gia ta ba ma thân đa gia ta ba thân đà dưỡng nghe thân vang ra và ta bà ha na ra cấn trị ta bà ma ra na ra ta bà ha thân ra tăng na mùng thứ gia ta bà ha ta bà ma ha thân đà gia ta bà ha gia kiết ra thân đà gia ta bà ha ba đà ma ta bà na ra cấn trì bằng già ra già ta bà ma bà lợi thân y ra già ta bà nam mô ấn ra đắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô yên đế thức bằng ra già ta bà tấn điện đồn Mạng đà đà bằng đà dạ ta bà hán tớ niên đô mạng đà ra bằng đà dạ ta bà hán tớ niên đô mạng đà ra bằng đà dạ ta bà hán Nam mô Bổn
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên hoàng kim năng thao ngồn. Ngà kim kiến văn đấng thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghiệm. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát Tân Tùng Tòa Khởi Thiên Đáng Hữu Kiên. Hiệp Chương Ngưỡng Phẩm Nhị Ta Thì Ngôn Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát Di Hà Nhân Duyên Danh Quán Thế Âm Phật Cao Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Thứ. Nhược Vô Lượng Ba Thế Quang Chúng Sanh Thọ Chữ Khổ Não Văn Thị Quán Thế Âm Bồ Tát Nhất Tâm Thân Danh Quán Thế Âm Bồ Tát Thân Thời Quán Kỳ Âm Thân Nhi Đăng Giải Thoát. Như hữu trì thì Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Giá Thiên Nhâm Đại Hoa Hoa Bất Năng Thiếu Do Thì Bồ Tát Hoài Thần Lưng Có Nhượng Vì Đại Tùy Sở Phiêu Sưng Kỳ Danh Hiệu Thân Đắc Thiên Thứ. Nhượng hữu Ba Thiên Vàng Ưng Chúng Sanh Vì Cầu Kim Ngân Lưu Ly Xa Cư Mã Não Sáng Ngô Văn Trân Châu Đăng Bao Nhầm Mư Đại Hải Già Sư Hắc Phong Suy Kỳ Thuyền Phương Phiêu Đòa La Sa Quế Quân Kỳ Trung Nhược Hữu Này Chi Nhân Nhân. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Già Thì Chư Nhân Đặng Giải Đăng Giải Thoáng Là Sáng Chi Nàng Dĩ Thì Nhân Duyên Danh Quán Thế Âm Như Phục Hữu Nhân Lâm Đương Bị Hành. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Già Sở Bị Sơ Chăm Đạo Trường Tâm Đoàn Đoàn Hoài Nhi Đăng Giải Thoát Như Tam Thiên Đại Thiên Quân Đồ Mạng Trung Già Xóa La San. Dùng lời nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Giá Thì Chư Ác Quỷ Thường Bất Năng Dĩ Án Nhạc Thì Chi Huống Phục Giờ Hai Thiên Phùng Hữu Nhân Nhượng Hữu Tội. Nhược Vô Tội Nữ Giới Gia Thoa Kim Hề Kỳ Thân Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Giá Giải Tăng Đoàn Hoài Thực Đắc Giải Thoát. Như Tam Thiên Đại Thiên Quân Đô Mãn Trung Hoàng Tạng Hữu Nhất Thường Chú Tương Chư Thượng Nhân Thế Trì Trọng Bảo Kinh Qua Hiếm Lô Kỳ Trung Nhất Nhân Tăng Thị Sương Ngôn.
Chư thiền nam tử văn đa khung bố như đắng ưng đường như cái tâm từng quan thế âm bồ tát chánh hiệu thì bồ tát năng gì vô ý thế ư chúng sanh như đắng như xưng danh và ư thứ oán ta đương đăng giải thoát chúng thường nhờn vẫn có phá thân ngôn nam mô quan thế âm bồ tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y quan thế âm bồ tát ma ha tăng hoài thần chi lực nguy nguy như thế như hư chúng sanh đã dâm vô thường niệm cung kinh quả thế âm bồ tát tiền đắng ly dục nhược đa sanh nhuế thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát thường đắng ly sanh nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát tiền đắng ly si vô tận ni quán thế âm bồ tát cứu như thì đắng đại hoài thần lực đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ngưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quan thế âm bồ tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh hữu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng ai kinh vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kinh lễ bái quán thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì quán thế âm bồ tát chánh hiểu vô tận y nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ứng hằng hà sa bồ tát danh từ phổ thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhược phong hữu nhân lắm đương thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tăng ý thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tăng bằng phần ngôn thế tôn quán thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới bằng hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp phương tiện chi lực kỳ sư vân hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tử như quan độ chúng sanh ứng gì phật thân đăng độ gia quán thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp mừng gì bích chi phật thân đăng độ gia từng hiện bên chi phật thân nhi về thuyết pháp ân di thanh văn thân đăng đồ gia tấn hiện thành văn thân nhi về thuyết pháp ân di phạm vương thân đăng đồ gia tấn hiện phạm vương thân nhi về thuyết pháp ân di đế thích thân đăng đồ gia từng hiện đế thánh thân nhi vì thuyết phá
tại thiên thân đăng đồ gia tức hiện từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp mừng di đại từ tại thiên thân đăng đồ gia tức hiện đại từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp mừng di thiên đại tướng quân thân đăng đồ gia tức hiện thiên đại tướng quân thân nhi vị môn thân đăng đồ giang thân hiền thì sa môn thân nhi về thuyết pháp ưng nhi tiểu vương thân đăng đồ gia thân hiền tiểu vương thân nhi về thuyết pháp ưng nhi trưởng gia thân đăng đồ giang thân hiền trưởng gia thân nhi về thuyết pháp ưng nhi sĩ thân đăng đồ gia tân hiền cư sĩ thân nhi vì thuyết pháp ứng dị tế quan thân đăng đồ gia tân hiền tế quan thân nhi vì thuyết pháp ứng dị bà la môn thân đăng đồ gia tân hiền bà la môn thân nhi vì thuyết pháp ứng dị thân đăng đồ gia thân hiền tỳ kheo ni ư ba tăng ư ba di thân nhi về thuyết pháp ứng dị trưởng gia cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đăng đồ gia thân hiền phụ nữ thân nhi về thuyết pháp ứng dị đồng nam đồng nữ thân đăng đồ gia tân hiền đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp ứng dị thiện long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đăng thân đăng đồ gia tân gia hiền chi nhi vị thuyết pháp ứng dị chấp kim cang thần đăng đồ gia tân hiền chấp kim cang thần nhi vị thuyết pháp phò tận ý thì vấn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đa di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương nhất tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát Thế Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Ư Bồ Uy Cấp Nàng Chi Trung Năng Thi Vô Uy Thì Cổ Thư Ta Bà Thế Giới Giai Hiệu Chi Phi Thí Vô Uy Giảm Vô Tần Y Bồ Tát Bành Phật Ngôn Thế Tôn Ngà Kim Đương Cúng Dường Quang Thế Âm Bồ Tát Tức Giải Cảnh Chúng Bảo Châu Anh Lạc Gia Trì Bá Thiên Lương Kim Nhi Dị Dự Chi Tăng Thi Ngôn Nhân già thọ thơ pháp thi trang bảo anh là tài quang thế âm bồ tát bất khăn thọ chi vô tận ý phụng bạch quang thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm Nhi thời phạn ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đăng cô thọ thử anh là tức thời quang thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đăng thọ kỳ anh làng
Phật Ta Nhị Phật Nhân Phật Phong Thích Ca Mâu Ni Phật Nhờ Phật Phụng Đa Ba Phật Tháp Vô Tận Y Quang Thế Âm Bồ Tát Hữu Như Thị Từ Tài Thần Lực Vũ Ư Ta Bà Thế Giới. Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát Di Kệ Vẫn Việt Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Kim Trùng Vân Bí Phật Tứ Hà Nhân Duyên Danh Vĩ Quán Thế Âm Cụ Túc Diệu Tướng Tôn Kỳ Đám Vô Tận Y Như Thánh Quang Âm Hành Thiện Ưng Chư Phương Sơ Hoàng Thề Thăm Như Ái Linh Kim Bấn Tư Nghị Thị Đa Thiện Ưng Phân Phan Đại Thánh Tình Nguyện. Ngà vì như lửa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứ hưng hài thôi làng đại hoa khăn. Niềm bi quán âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng. Niềm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận sơ thôi đoà niềm bi quán âm lần như nhận hư không trưa hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn. Niềm bi quán âm lần bất năng tồn những mau hoàng kỳ hoàng tặng nhiễu ca trăm đao gia hài. Niềm bi quán âm lần hàm tấn khai tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung. Niềm bi quán âm lần đao tầm đoàn đoàn hoài hoàng tu khâm gia toa thu túc bị nữ giới. Niềm bi quán âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân gian. Niềm bi quán âm lờ hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ ăn la xá đồng long chư quỷ đằng. Niềm bi quán âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niềm bi quán âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên. Niềm bi quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô thiết điện. Giang bà chùa đại vô niềm bi quán âm lớn thời đặng kêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quán âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng thù tri vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư án thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tấm linh diền. Chân quán thân tình quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thừa chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lôi chân tư diệu đại vân chú cam lộ phạm vô diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quang thư bố quý quân trần trung. Niềm bi quán âm lực chung oan tân thôi tăng. Chiều âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư cổ nào tự anh. Năng vì tán y hộ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn.
thời trì đi Bồ Tát Thế Tông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn Thế Tôn như hư chúng sanh văn thì Quán Thế Âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiện thân thông lực giác đường kỳ thế nhãn cao đấng ba thiệt và thuế thế phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiên chúng sanh dài pha phô đẳng đẳng nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phạm Trần Ông Viên An Đa Rì Đa Rì Đống Đa Rì Đống Đốt Đa Rì Ta Bà Hà An Đa Rì Đa Rì Đống Đa Rì Đống Đống Đa Rì Ta Bà Hà An Đa Rì Đa Rì Đống Đa Rì Đống Đống Đa Rì Ta Bà Hà Lùng Từ Đại Minh Chân Ôn Án Ma Ni Bác Di Hồng 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 Án
ma ni ba di ông ăn 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 ma ni ba di hồng 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 Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Viên Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Khổ Hải Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát. Hành Thâm Ba Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiên Ngô Quấn Giai Không Độ Những Thế Phô Ánh Xa Lợi Tư Sanh Bấn Vì Không Không Bấn Vì Sanh. Sanh thực thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân về phụng như thì xá lợi tự thì chư phá không tương bớ sanh bân về bân cơ bất tình bân tăng bân giam thì cố không trung vô sáng vô toàn. Tương hành thơ vô nhan nhị tí thì tăng ý vô
vô sa thanh hương, về sông pháp vô nhạc giới, này chi vô y thân giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tầng, này chi vô lão tự diệt vô lão. Từ tầng vô vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niên bằng tam thế chư phật. Y văn nhà ma la mật đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri văn nhà ba la mật đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng năng chú năng trừ nhân thiê cô chân tiền bẩn hương. Cô thiền mang nhà ba la mật đa chú thân thuê chú viên yên đế đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà hăng yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà gia đà tha gia đà gia đà điên gia tha di đi đô bà tì a di đi đà tăng nam bà tì a di đi đà tì ca lăng đê a di đi đà tì ca lăng đê gia di ni gia gia na chi đà ca lê ta bà nam mô a di bà già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tình a di đi đa tha nam bà tê a di đi đa tê ca lăng đê a di đi đa tê ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lê ta bà nam mô a di đa bà già đa tha già đa điện già tha a di đà đô bà tề a di đà đa ta đà bà tề a di đà đa tề ca lăng đế a di đà đa tề ca lăng đa già di ni già già na chi đà ca lê ta bà ha a di đà phật thân kim sanh ê tướng hảo Nam mô Trần Thánh Tư Đại Hải Quang Trung Hóa Phần Vô Số Ứng Hóa Bồ Tát Chúng Diệt Vô Biên Tứ Thâm Ban Nguyện Độ Chúng Sanh Cư Pháp Âm Linh Đăng Bi Ngàn Ngày Nam Mô Thầy Phương Cần Là Thế Đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô
Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
đừng quan âm ngoài thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh ngài chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm ngài liền quay qua ngài thế âm cứ có đó sanh ai nếu ai có một niệm lành ai ngài nghe tiếng chân tới liền vào trong bình liên miên khó cực ai niệm danh ngài làm từng khỏi ngài bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan có lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian công chúa đoan trang diệu trang vương ngữ ngai vàng vua trang diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cùng tu chứng quả văn thù diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi tôi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi một cảnh tiếng mây lam che phủ có cam tuyền thật nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngài hành theo ý chỉ của thầy ban ra quan thế âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai biển Nam Hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai Phật chuyển khen ngài oai thần linh hiền không hai tâm thanh cứu có chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ
cũng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu văn cấm kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắt nạn cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy Đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chớ có quảng này một lòng ước mơ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời hai bớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chính từng sen bao đài vàng chi đà thọ ký rỡ ràng thắng thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Chiên đàn Nam mô A Di Đà Phật.
va ya ma ka lo ni ka ya ta ban ra ban ye so da na da ko nam mô tham kiến lạc đó y mong a ri ya ba lo kiến đế tất vân ra lăng đà bàn nam mô na ra căn đề đề ma ha ban đa sa mê tăng ba tha đạo vua bằng tăng bà tăng đà na ma bà già ma phàng đàn đồng ta địa thang a ba lô e lô ca đề ca ra đề nhi e đi ma ha bồ đề tăng đoa tăng bà ma ra ma ra ma he đi đà dân câu lô câu lô kiến mong đô lô lo văn xa gia đế ma ha pha xa gia đế đà ra đi ri ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma phật ma ra mùng đề lên y hê di hê tất na thân na ra sanh phần ra xa lời pha xa pha sanh phần ra xa gia ô lô lô ma ra ô lô ô lô hê đi ta ra tăng hê đi tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đề đi ya na ra cân hê đi địa đi sanh đi na ba ya ma na ta ba ha thân đà ya ta ba ha ma ha thân đà ya ta ba ha tăng đa dương nghe tăng vang ra và ta bà ha na ra cấn trị ta bà ma ra na ra ta bà ha tăng ra tăng a mùng khứ và ta bà ha ta bà ma ha tăng đa và ta bà ha và kiết ra tăng đa và ta bà ha ba đà ma yên tăng đa và ta bà na ra cấn trì bằng già ra già ta bà ma bà lợi thân y ra già ta bà nam mô ấn ra đắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô yên đế thức bằng ra già ta bà tấn điện đồn mạng đà đà bằng đà dạ ta ba hán tớ niên đô mạng đà ra bằng đà dạ ta ba hán tớ niên đô mạng đà ra bằng đà dạ ta ba hán nam mô bổn sư thế ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên hoàng kim năng tao ngồn ngà kim kiến văn đăng thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghiêm nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phẩm nhị thời vô tăng ni bồ tát tăng tùng tòa cởi thiền đáng hữu kiên
Hiệp chương ứng phán với ta thì ngôn Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát Di Hà Nhân duyên danh Quan Thế Âm Phật Cao Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Thương. Nhờ hòa lượng ba thế quan chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì Quan Thế Âm Bồ Tát nhất tâm xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát tấn thời quan kỳ âm tinh nhi đăng dài toan. Như đề thì Quan Thế Âm Bồ Tát danh giá thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì Bồ Tát ngoài thần lưng có nhượng vì đặc tùy cho phiêu sinh kỳ danh hiệu thân đắc thiên thứ nhường hưu ba thiên vàng ứng chúng sanh vì cầu kiềm ngân lưu ly. Xa cơ mà não sáng lo văn chân cháu đang bao nhầm mư đại hại và sự hắc phong khi kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân khi trung nhượng hữu này chỉ nhân nhân. Xưng Quan Thế Âm Bồ Tát nhân và thì chư nhân đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng dĩ thì nhân duyên danh Quan Thế Âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành. Xưng Quan Thế Âm Bồ Tát nhân và sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la sanh. Dùng lời nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ án nhạc thì chi huống phùng giờ hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội. Nhờ vô tội nữ giới gia thoa kim hề kỳ thân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá giải tăng đoàn hoài tức đắc giải thoáng. Nhờ tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoang tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thể trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì sương ngôn. Chư thiền nam tử văn đa khung bố như đắng ưng đương như cái tâm từng Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu thì Bồ Tát năng dị vô ý thế ư chúng sanh như đắng như xưng danh và ư thứ hoán ta đương đăng dài thoáng. Chúng thường nhân văn cho phá thịnh ngôn Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát xưng kỳ danh cô tinh đắng giải thoát vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hữu chúng sanh đã dâm vô thương niềm cung kinh Quan Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niềm cung kinh Quan Thế Âm Bồ Tát thường đắng ly sân. Nhược đa ngũ si thường niềm cung kinh Quan Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly si vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát hữu như thì đắng đại hoài thần lực.
Đa sơ nhiều ích thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quan thế âm bồ tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng ai kính vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái quán thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì quán thế âm bồ tát chánh hiểu vô tận y nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ứng hằng hà sa bồ tát danh từ phục thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tận ý thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tán bằng phần ngôn thế tôn quán thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới bằng hà nhi vị sanh phía pháp phương tiền chi lực kỳ sư vân hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tự như hứa quang đồ chúng sanh ứng di phật thân đăng độ gia quán thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp mừng di bích chi phật thân đăng độ gia thân hiện bên chi phật thân nhi vì thuyết pháp mừng di thanh văn thân đăng độ gia tấn hiện thành văn thân nhi vì thuyết pháp mừng di phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vì thuyết pháp mừng di đế thích thân đăng độ gia thân hiện đế thánh thân nhi vì thuyết pháp mừng di từ tại thiên thân đăng độ gia tấn hiện từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp mừng di đại từ tại thiên thân đắng độ giam thân hiện đại từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ưng di thiên đại tướng quân thân đắng độ gia thân hiện thiên đại tướng quân thân nhi vì thuyết pháp ưng di tỳ sa môn thân đắng độ giam thân hiện tỳ sa môn thân nhi vì thuyết pháp ưng di tiểu vương thân đăng độ gia tấn hiện tiểu vương thân nhi vì thuyết pháp ưng di trưởng gia thân đăng độ gia thân hiện trưởng gia thân nhi vì thuyết pháp ưng di cư sĩ thân đăng độ gia tấn hiện cư sĩ thân nhi vì thuyết pháp ưng di tế quan thân đăng độ gia thân hiện tế quan thân nhi vì thuyết pháp ưng di bà la môn thân đăng độ gia
tấn hiền bà la môn thân nhi vì thuyết pháp ưng nhi tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thần đặng đô giá tấn hiền tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thân nhi vì thuyết pháp ưng nhi trường giá cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đăng đồ giang từng hiền phụ nữ thân nhi về thuê pháp ưng nhi đồng nam đồng nữ thân đăng đồ gia từng hiền đồng nam đồng nữ thân nhi về thuê pháp ưng nhi thiền long gia xoa càng tăng bàm A tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đăng thân đăng đồ giả thân dài hiền chi nhi vì tuệ pháp mừng nhi chấp kim cang thần đăng đồ giả thân hiền chấp kim cang thần nhi vì tuệ pháp phò thần y thì văn thế Bồ Tát thành tựu nhờ thế công đa di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương nhất tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ư Bồ Uy cấp nạn chi trong năng thi vô ý thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thí vô ý dạng Vô tần y Bồ Tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn Nhân già thọ thơ pháp thi trang bảo anh là tài Quán Thế Âm Bồ Tát bất khăn thọ chi Bồ Tát ý phụng bạch Quán Thế Âm Bồ Tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ tứ anh lòng Như thời Phật ca Quán Thế Âm Bồ Tát đương mừng thư vô tận ý Bồ Tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la cấn na la Ma hầu la già nhân vi nhân đặng có thọ thử anh là tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đặng thọ kỳ anh làm Phần ta nhị phần nhân phần phong thinh ca mơ ni phần nhờ phần phụng đa bao phần tháp vô tần y Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thì từ tài thần lực du ư ta bà thế giới. Nhị thời Bồ Tát nghe Bồ Tát di kệ vẫn việc thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh bí Quán Thế Âm cụ túc diệu tướng tôn Kề đám vô tận y như thánh quang âm hành thiện ưng chư phương xa hoàng thề thăm như ái linh kim bấn tư nghị thị đa thiện ưng phân phan đại thánh tình nguyện. Ngà vì như lừa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài ý thôi làng đại hoa khăn. Niềm bi quán âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải long ngư chư quý nàng niềm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong
Vì nhận sơ thôi đoà niệm bế quan âm lần như nhận hư không trưa hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bi quan âm lần bất năng toàn nhân mau. Hoàng kỳ hoàng tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bi quan âm lần hàm tấn khai tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bi quan âm lần. Nào tầm đoàn đoàn hoài hoàng tu khâm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân gian. Niềm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhớ hoàng ngộ ăn là xá đồng long chư quỷ đằng niềm bi quan âm lần thời tân bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niềm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên. Niềm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vâng lôi cô xiết điền. Giang bạc chùa đại vô niềm bi quan âm lớn thời đặng tiêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian khổ cụ túc thần thông lần. Hoàng thù tri vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá ban hiền thần chúng chung chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tấn linh diền. Chân quán thân tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thừa chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lời chân tư diệu đại văn chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quang sư bố ý quân trần trung niệm bi quang âm lực chung oan tân thôi tăng. Chiều âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm niệm vào sanh nghi quán thế âm tình thanh ư cổ nào tự anh. Nàng vì tăng y họ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lên. Nhi thời trì địa Bồ Tát Thế Tôn tòa khởi tiền bàn Phật ngôn Thế Tôn như hư chúng sanh văn thì quán Thế Âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiền thân thông lực giam. Đường kỳ thi nhân không đứng ba thiệu và thuế thi phổ môn phân thời chúng trung bác vàng tứ thiên chúng sanh dài pha phô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ôn viên an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốt đa rì ta bà hà an đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ôn án ma ni ba chi hồng án ma ni ba chi hồng án ma ni ba chi hồng
An ma ni bác di hồng, 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 an ma ni bác di hồng,
Ăn ma đi ba di ông 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 Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Không Ấy Thành Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Có Hai Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát. Hành Thăm Ba Nhã Ba La Mật Đa thời chiều phiên ngô uấn giai không độ những thế khổ ánh ta lợi tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh. Sanh được thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân di phụng như thì xá lợi tử thì chư phá không tương bớ sanh bằng gì bằng cơ bất tình bằng tăng bằng giam thì cố không trung vô sẵn vô toàn. Tương hành thơ vô nhan nhị tí thì thân ý vô sa thịnh hương vì sông phá vô nhạc giới này chỉ vô ý tức giới vô vô minh diệt vô minh tầm này chỉ vô lào từ diệt vô lâm. Từ tầng vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô vô đề tăng đoạn cứu cánh niên bàn tam thế chư Phật. Y văn nhà ba la mật đa cố đăng a nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri văn nhà ba la mật đa thi đại thân chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân tiền bẩn hương. Cô thiền mang nhã ba la mật đa chú thân thiền chú viên yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điên Già Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đà Tấn Đàm Bà Tì A Di Đi Đà Tì Ca Lăng Đê A Di Đi Đà Tì Ca Lăng Đê
Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha Di Đi Đô Bà Tình A Di Đi Đa Tha Nam Bà Tì A Di Đi Đa Tì Ca Lăng Đê A Di Đi Đa Tì Ca Lăng Đa Già Di Ni Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha A di đà đa ba tê a di đà đa ta đa ba tê a di đà đa tê ca lăng đê a di đà đa tê ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta ba hằng a di đà phật thân kim sanh ê tướng hà Nam mô Trường Thánh Tư Đại Hải Quang Trung Hóa Phần Vô Số Ứng Hóa Bồ Tát Chúng Diệt Vô Biên Tứ Thâm Ban Nguyện Độ Chúng Sanh Cư Pháp Âm Linh Đăng Bi Ngàn Ngày Nam Mô Thầy Phương Cần Là Thế Đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 nam mô A Di Đà Phật 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 nam mô nam mô A Di Đà Phật 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 nam mô A Di Đà Phật
mô A Di Đà Phật, Nam 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 mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Đấng Quan Âm Oai Thần Long Long Căm Thế Gian đều trong danh Ngài, chúng sanh hên thảy ai ai khi nào gặp nắng niệm Ngài liền quay Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh, ai nếu ai có một niệm lành Ngài nghe tiếng ứng chánh tới liền, vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh Ngài làm từng khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa Đoan Trang Diệu Trang Vương ngự ngai vàng vua cha,
Diệu thân ấy chính là chi cả sao cùng tu chứng quả văn thù à, diệu âm trì thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cánh Phật ấy, lòng từ bi chân chẳng đáng ghi à, tuổi nhỏ trí có ai bì à, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ ấy, mong công thành cứu độ chúng sanh à, thời kỳ trai giới tu hành à, tái động hương tính bất thành Việt Nam ấy. Một cành tiên mây lam che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh à, cảnh tốt dành cho người lành à, kim đồng ngọc nữ danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy, chầu hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai. Biển Nam Hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phố môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu có chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho an. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạc ban, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà Thọ Ký rỡ ràng thánh thời gian. Từ bi cứu khổ độ
Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.